Tay đâu? Tay đâu? Tay. Chân. Tay. Em ơi. Thơm. Mẹ. Chấm chấm. Ngon á. Em bắt tay. Bắt tay mẹ. Em bắt tay. Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Bắt tay. Mẹ mà. Lấy ra rồi. Bận nhé, cho ngộp nhé. Em đi đâu? Đi cẩn thận nhá. Rơi rồi á? Ê, có nhà rồi. Ngã nha. Có nhà.
mẹ đây. Thôi nghe hả? Về nhá. Mẹ thương, mẹ thương. Bẩn thế, thôi ra đây. Đi vào đây lắm. Để tôi ở đây nhá, con xuống dưới nhá. Đấy nhá. Chịu rồi. Ô tô chịu. Đang ngồi. Ô tô chịu. Đang ngồi. Đau không? Đang. Chi chi chi. Ô tô chịu. Đang ngồi. Em bị làm sao không nghe thế? Em bị không nghe. Khó chịu á. Ta đây. Bác vịt ơi.
cây cây. Rồi. Con cây cây. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? À con, mày để con chỗ đang nhé. Bận rửa sạch rồi nhỉ, bận
Nhả nhá, đang nhá. Đăng ơi, ăn cơm đi. Đăng ơi. Nhà đi. Cơm nhá. Chứ con để trên. Ăn ra đi nhá. Mở đi. Mở. Ăn. Ăn. Ăn đi. Úi dồ. Cắn một miếng trên này này. Trên này. Ngon không? Ngon không? Ừ, ngon không? Dạ. Nè, múc cơm. Đây, 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 đây. Có hồng rồi mà cứng. Ngon xong rồi. Con chó đâu rồi? Cơm của Đăng cho con chó nhé. Chó đi đâu rồi? À, đi. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Gọi đi. Đi đâu rồi? Ê, ê, ê. Đi nó về rồi mình cho ăn sao nhé. Đi. Ăn sao nhé, đã ăn rồi nhá. Ăn cơm. Đốt đi. Đã ăn xong rồi. Xong rồi. Ăn xong rồi.
lên giường đi. Bà bà. Bà kia. Mẹ ơi, em chắc rồi. Ôi, cái một tuần mớ này này. Em để đi đi. Ăn ngon không? Cơm ngon không?